Thanh Hóa Bùi Quốc Đạt Đạt Ma, 41 tuổi bị bắt sau gần 2 năm chỉ đạo đàn em bắn trọng thương đối thủ. Ngày 1 tháng 3, Công an thành phố Thanh Hóa bắt Đạt Ma, theo lệnh truy nã để điều tra tội gây rối trật tự công cộng. Sau gần 2 năm ẩn náu, Đạt trở về nhà riêng tại đại lộ Võ Nguyên Giáp thì bị cảnh sát phát hiện. Khám xét nơi ở của đại gia giang hồ này, cảnh sát thu một số hung khí như dao kiếm, mã tấu và nhiều tài liệu, tang vật. Bùi Quốc Đạt, ảnh, Lam Sơn. Theo nhà chức trách, Đạt cầm đầu băng nhóm xã hội đen chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu. Hắn nhiều lần can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và được liệt vào danh sách những ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Đạt chỉ đạo hàng chục đàn em mang súng hoa cải bắn trọng thương anh Mai Xuân Tài, 30 tuổi, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa do mâu thuẫn nợ nần tiền lô đề. Cảnh sát khám xét nơi ở của trùm giang hồ Đạt Ma, ảnh, Lam Sơn. Sau khi gây án, nhóm côn đồ bị truy tố về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Riêng Đạt bỏ trốn. Let's love us. Oi.